Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung bảo kê vay tiền bắn 16 phát súng dằn mặt chủ nợ và con nợ. Tối ngày 7 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hồng An, 37 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí trái phép. Tại cơ quan công an, An đã khai nhận đầu tháng 1 năm 2020 đã có đứng ra bảo kê cho Nguyễn Văn Quang, 40 tuổi, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa vay số tiền là 100 triệu đồng của một người tên Tê, biệt danh là Bé Lớn, tại địa phương và phải trả trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, hết thời hạn trên nhưng mà Quang đã không trả tiền nên Bé Lớn đã tìm An để đòi tiền. Sau đó, An đã đưa trước cho Bé Lớn số tiền là 50 triệu đồng, rồi nhiều lần An yêu cầu Quang trả tiền nhưng Quang này lần lượt từ chối. Sau đó, Bé Lớn đã đăng hình ảnh ăn lên mạng Facebook với nội dung ăn quỵt tiền của mình. Do bực tức nên khoảng 22 giờ tối ngày 6 tháng 3, ăn điều khiển xe ô tô mang một khẩu súng và 16 viên đạn đến nhà của Quang tại phường Phước Tân gọi cửa lớn tiếng đe dọa, nhưng không thấy ai ra mở cửa. Sau đó, ăn đã lấy súng bắn 5 phát lên trời rồi lấy xe bỏ đi. Tiếp đó, ăn còn đến nhà Bé Lớn cũng tại phường Phước Tân nhưng cũng không có ai dám ra mở cửa. An lại cầm súng đứng ở ngoài cổng bắn liên tiếp 11 viên đạn còn lại vào nhà Bé Lớn rồi lên xe bỏ trốn. Sau khi An bị bắt, công an đã thu giữ khẩu súng và số vỏ đạn do An bắn ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây tôi vẫn thường nói rất nhiều, tốt nhất đừng bao giờ mà vay mượn hay là cái gì hết. Có thì làm, có thì thôi. Còn hết tốt nhất, nếu có điều kiện thì cứ vào ngân hàng mà vay cho nó chắc. Bây giờ cứ vay nóng ở ngoài như vậy đó, tiền mất tật mang, mạng có thể bỏ như chơi bất cứ lúc nào, các bạn có thấy không? Quá nguy hiểm. Vì vậy, có vay thì phải có trả, còn nếu nhắm mà không trả được thì đừng có vay. Như các Satan cũng đã từng nói, khi mà họ đầu tư thì phải làm cách nào và trả trong bao lâu, phải trả như thế nào. Chứ đâu phải mà không hứa miệng vay 100 triệu là một tháng trả, bây giờ một tháng không trả được đó, thì là người ta đòi lấy là chuyện đương nhiên rồi, chứ có gì đâu. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì ấn vào nút đăng ký nè, rồi ấn vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn.